Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Họ nghĩ gì về mối quan hệ này? Vì đây là video chọn tụ bài, các bạn sẽ có tụ cây đàn cày và cây thanh tẩy. Sau đây các bạn sẽ chọn tụ phù hợp với năng lượng của mình. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1 các bạn chọn ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của các bạn. Và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Sau đây là tụ cây thanh tẩy. Và các bạn có lá 7 gậy. Và tiếp theo nữa là các bạn có lá 9 kiếm. Và ở vị trí đầu tiên là cái lá 9 tiền bị đảo ngược, cho thấy là trong mối tình này các bạn thiếu đi sự độc lập và tự tin. Các bạn cảm thấy không có ổn định trong cái mối quan hệ này. Nó đang biểu hiện rằng có một ai đó là bạn đang cố gắng giành được cái tình yêu, mà trong khi bạn lại không được cái tình yêu này. Và tại cái thời điểm đó, bạn đã nỗ lực rất nhiều cho cái mối tình này. Và có lẽ như là cái mối tình của các bạn được xây dựng trên cái về mặt vật chất, tiền tài, danh vọng, hoặc là có vẻ về mặt về tình dục. Thì các bạn nên nhớ rằng đây không có phải là chìa khóa của hạnh phúc. Tất cả mọi việc dồn sự tập trung vào chúng và vật chất thì chỉ có thể khiến cho cái mối tình này trở nên hời hợt và coi như rẻ tiền, nông nổi hoặc xề xò cho qua lo. Và tại cái thời điểm đó, các bạn đã dồn hết cái sức lực mình vào cái tình cảm mà không có quan tâm đến những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Cái điều này nó gây tổn hại cho cuộc sống bạn rất là nhiều. Không có gì sai mà khi bạn tập trung vào tình yêu, nhưng bạn hãy nhớ rằng đời mình, cuộc sống mình còn rất nhiều phần còn lại để tổng hợp lên giá trị của con người mình. Và qua lá bài này cũng thể hiện có một sự trung thực hoặc gian dối xảy ra trong mối tình của hai bạn. Bạn phải nhớ rằng cái việc mà đối xử với người khác một cách mà không trung thực, không chính trực, và bạn phải cảnh giác với sự thiếu trung thực từ cái người đó khi lá bài này xuất hiện trong trải bài tarot của bạn. Và rõ ràng trong cái lá bài này, các bạn cho thấy sự thiếu tự chủ của bạn rất là nhiều trong cái mối quan hệ của cả hai. Và đây cũng có thể hiện một dấu hiệu cho thấy bạn hoặc đối tác của bạn đang quá ham mê mọi thứ hoặc hư hỏng, chạy theo những cái tình tiền, những tham vọng, mà do đó một phần nào đó chỉ ra một cái việc lừa dối trong một mối quan hệ rất cao nha các bạn. Và thông điệp của quá khứ là các bạn đang bị tập trung vào khía cạnh của vật chất và bề ngoài quá nhiều. Cái cần là cần quay lại những gì thực sự quan trọng và kết nối giữa hai người lại với nhau. Và nó cũng thể hiện đây, cái mối tình này là một mối tình thiên về tình dục. Cái vấn nạn tình dục rất là nặng trong cái trải bài này. Và ngay ở cái thời điểm hiện tại, nếu như các bạn có quay trở lại, thì cái khả năng các bạn đứng lên chiến đấu một cái hành động rất là mạnh mẽ. Đây là cái dòng năng lượng cho các bạn thay đổi theo chiều hướng tốt lên hoặc xấu đi. Nó tùy thuộc vào bạn nha bạn. Bởi vì nó sẽ mang lại một cảm giác tiến lên mà bạn cần có sự nỗ lực rất là nhiều. Các bạn có thể không bằng lòng với việc để cho mọi việc nó đi trôi đi mãi trong vòng quá khứ. Các bạn muốn kháng lại cái dòng chảy và thay đổi toàn bộ hướng đi cho tình cảm của cả hai. Và cái mối tình này các bạn đang muốn hiên ngang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Một cuộc chiến mà chính bạn bị tấn công và cả người đó bị tấn công. Khi mà các bạn quyết định đứng lên phản kháng cho mối tình này và thiết lập cho mình một cái dòng năng lượng cho sự kháng cự, thì các bạn sẽ có một vị trí vững chắc. Thì người ta cũng có điều kháng cự tương tự luôn. Do đó bạn có thể tấn công hoặc bạn phòng ngự, thì cái việc này họ cũng làm y chang bạn luôn. Nói chung là năng lượng của bạn như thế nào thì họ cũng sẽ như vậy. Do đó nếu như bạn đang vướng vào cái việc tranh chấp này, hãy tự hỏi bản thân mình liệu có đáng để bạn phải đấu tranh hay không. Liệu lý do cho cái cuộc quay trở lại này có quan trọng không, có đáng giá không, và liệu kết quả thu hồi sẽ có lợi cho bạn hay là có lợi cho họ. Nếu vậy, bạn hãy dũng cảm và hăng hái đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình. Còn không, bạn hãy từ chối đầu hàng. Bạn hãy xem xét đây là cái cuộc tình mình hãy bỏ qua đi. Bạn sẽ bị thử thách trong vấn đề tình cảm của bản thân. Đặc biệt nếu bạn đầu tư quá nhiều vào thời gian và công sức của mình vào tình cảm này, đừng để cho nó kéo cho bạn
đi dài trượt dài trong cái sự đau khổ và ân hận. Bạn nên trả giá cho những gì xứng đáng với bạn, và họ thực sự xứng đáng thì bạn hãy đứng lên chiến đấu vì nó. Nếu như bạn cảm thấy xứng đáng thì các bạn hãy sử dụng cái nguồn năng lượng của bảy gậy này để tạo nên sự khác biệt. Khi bạn tin vào chính bạn, chính bản thân bạn là cái chủ vững chắc nhất, là bạn sẽ có sức mạnh toàn vẹn để khám phá thông suốt những điều bạn cần nhất cho chính mình ngay thời điểm hiện tại. Đây là cái thời điểm bạn phải đối mặt với hiện tại. Bạn đừng có chờ đợi nữa. Khi bạn chờ đợi một khoảnh khắc hoàn hảo xuất hiện thì bạn sẽ chờ trong mãi mãi mà thôi. Có thể tại thời điểm này bạn đang một cảm giác lo âu. Nếu bạn cảm thấy lo âu thì bạn hãy chia thêm cái nguyên nhân khiến cho bạn cảm thấy điều đó như thế nào. Bạn làm điều gì đó để thay đổi. Đôi khi cái sự lo âu được khuyên giảm bằng cách hành động. Bạn cần sự trợ giúp để đối phó với cảm giác này. Và bạn để lòng tự tôn của mình đừng ngăn cản để đưa bạn ra những lời yêu cầu sự giúp đỡ của người khác. Và có một điều là cái nỗi e sợ quá lớn để cùng nhau bước tiếp. Hoặc đơn giản hai bạn nghĩ đây chưa đúng thời điểm để đưa mối quan hệ tiến lên thêm. Thì bạn đừng có suy nghĩ về cái tiêu chuẩn chính xác về một đối tác hoàn hảo dành cho bạn. Vì sẽ phản tác dụng, vì không có người nào là hoàn hảo trong cuộc đời này hết đó các bạn ơi. Các bạn hãy ra ngoài để tận hưởng niềm vui, để cho cuộc sống dẫn dắt bạn theo đi hướng đúng nhất của nó, bắt buộc phải theo nó, một cái năng lượng tuôn chảy trong bạn. Và kế tiếp là cái lá bài chính kiếm. Đây là một lá bài tiêu cực vì nó liên quan đến nỗi sợ hãi, lo lắng, vô vọng và tuyệt vọng. Các bạn thấy lá bài này là các bạn phải thôi thức, là mình phải làm cái việc này vì một lý do, cho dù việc đó các bạn có thích hay không thích, nó thực sự đại diện cho cảm giác của các bạn. Và hàm ý của lá bài này không phải là các bạn đang có một cái mối quan hệ tiêu cực hay là các bạn không được tình cảm từ họ, mà đây là các bạn đã để những cảm xúc tiêu cực của mình chiếm lấy toàn bộ sự tồn tại của mình, chiếm lấy toàn bộ cái mối quan hệ, cái tình cảm mà các bạn đang có. Và các bạn cảm thấy là quá tải khi phải suy nghĩ về tình cảm này. Có những đêm mà các bạn đầy lo lắng và đau buồn. Đây là lúc mà các bạn phải xem xét kỹ điều gì làm phiền bạn, xác định liệu bạn có vượt qua cái này hay không mới là điều quan trọng. Và có kết quả tốt hay không khi bạn quay lại, mình xin trả lời là không nha các bạn. Bởi vì sao tất cả là các bạn đang bị thức dậy sau một cơn ác mộng và các bạn đang khóc rất là nhiều trong cái kỷ niệm cũ của bạn và người đó. Và các bạn đang ở trong giai đoạn cho sự tuyệt vọng và vô vọng mà các bạn đang vây quanh các bạn ngay lúc này. Nếu như ngay lúc này bạn để cho cảm giác sợ hãi và lo lắng ảnh hưởng đến bạn thì việc này thật sự không đáng để xảy ra. Bởi bạn càng nghĩ như vậy thì cái những thu hút những cái năng lượng xấu đến các bạn. Việc của bây giờ là các bạn phải suy nghĩ. Đó chỉ là những cái bài học bạn rút ra được cho cái mối tình đó. Mình không có cảm giác tội lỗi đây các bạn. Nếu bạn có cảm giác tội lỗi thì điều này sẽ gây cái vòng lặp cho đến tình cảm người đến tiếp theo của bạn sẽ y chang cái người cũ. Do đó mình phải đem một cái năng lượng tích cực vào trong mối quan hệ. Bạn không có thay đổi được về quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi được cái quan niệm của mình về quá khứ. Người này sẽ đem đến cho bài học của mình là gì. Từ đó bạn học cái bài học mà bước tiếp trong cuộc sống của mình, bước tiếp đến trong những cái mối quan hệ sau này của bạn. Đây là cái thời điểm bạn không có thể ước mình quay lại ngược thời gian và viết lại những câu chuyện của quá khứ, mà đây là các bạn phải chớp lấy thời cơ, dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực và năng lượng tích cực phải tràn trề phủ khắp con người bạn, để từ đó bạn tiếp tục sống, tiếp tục yêu và tiếp tục yêu thương người khác. Khi bạn có lòng yêu thương với chính mình thì tất cả mọi thứ đều sáng ra các bạn ơi. Và lòng bao dung của mình tha thứ cho họ, tha thứ cho chính bạn, để bạn được thanh thản. Khi bạn học được cái bài học và rút được kinh nghiệm từ đó, một khi bạn làm được điều này thì tương lai của bạn mới được mở ra sáng lạng và tốt đẹp hơn. Và họ đã từng nghĩ rất nhiều và không hề ngăn cản những dòng suy nghĩ về bạn, về mối tình của cả hai. Và họ cũng nói biết rằng là tại cái thời điểm của quá khứ họ không phải là cái thời điểm tốt đẹp cho cả hai. Và ngay bây giờ và trong tương lai, họ thật sự không có sẵn sàng cho bạn. Và mối tình thật sự kết thúc rồi các bạn. Việc các bạn bây giờ là học buông bỏ, chấp nhận và tiến về phía trước.
Khi bạn biết buông bỏ nó, khi bạn biết tập trung vào bản thân mình, thì cái mới, những cái tốt đẹp sẽ đến với bạn. Yêu chính mình chắc chắn là tình yêu của tương lai. Đầu tư vào chính mình chắc chắn là khoản đầu tư có lợi nhất cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Theo như trải bài bốc lên thì bạn có lá bài Hiệp Sĩ Kiếm. Thì đây họ đã xem bạn là một con người rất là tự tin. Bạn nhanh trí, bạn thông minh và biết nắm bắt cơ hội. Bạn rất là tự tin. Dù phía trước có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì người đó vẫn thấy bạn là không có biết sợ hãi. Bạn vẫn tiến về phía trước. Bạn sẵn sàng chiến đấu với bất cứ điều gì. Nhưng mà họ cũng thấy cái sự ngây thơ và thuần khiết của bạn trong mắt tất cả mọi vấn đề. Bởi vì cái biểu hiện khuôn mặt của bạn á, là cho thấy bạn thật sự là ngây thơ. Và anh ta cũng thấy rằng á, bạn á, rất là trung thực. Bạn nhanh trí, nhưng đặc biệt là bạn nói nhiều lắm nha các bạn. Và bạn thiếu kiên nhẫn nữa. Lâu lâu bạn bị bốc đồng luôn. Và tại cái thời điểm đó, họ cũng thấy bạn là một người rất là bộc trực, nóng tính. Và đôi khi bạn có vẻ hơi thiếu tế nhị, dẫn đến bạn bốc đồng và thiếu kiên nhẫn với họ. Và chính vì những cái điều này nên họ nghĩ đi cái việc mà rời bỏ quan hệ. Bởi vì cho thấy cái sự ra đi rất là lớn khi lá bài này xuất hiện, là họ đang phải đấu tranh để họ giữ lấy hay là ra đi. Và bởi vì những cái suy nghĩ, những cái nhược điểm của bạn trong mối quan hệ, do đó nó sẽ đem đến cái đời sống tình cảm của bạn khi xưa, là đẩy họ vô cái thế là họ phải rời bỏ cái mối quan hệ này. Vì những cái bất đồng lại kèm theo suy nghĩ thiếu chín chắn của bạn, tạo nên cho đối tác của bạn phải đấu tranh tư tưởng là nên ở lại cạnh bạn hay ra đi rất là nhiều lần. Và những cái ưu điểm cũng nhược điểm của bạn là cái điều thu hút họ luôn, mà họ không biết. Họ đến với bạn vì những cái điều đó, nhưng mà họ lại ra đi bạn cũng vì chính những cái điều đó. Nó hơi ngược đời. Bởi vì con người này là một con người bị suy nghĩ hơi khác người ta nha các bạn. Nine of One là hiệp sĩ gậy. Đây là cái lá bài thể hiện cho những gì mà họ đang nghĩ về bạn ngay hiện tại. Ở thời điểm này thì họ thấy bạn cũng vẫn là một cái người sống vì cho cuộc sống, vì mục tiêu, vì cho mọi người. Bạn là cũng là một cái người rất là nhanh chóng và nhanh nhẹn. Và bạn đang đạt được rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Kể cả những giấc mơ mà đã lên kế hoạch thì hầu như đã đạt được hết trơn rồi các bạn. Họ thấy bạn là một người thành công trong công việc, vì tiền tài và danh vọng. Nhưng còn về tình yêu, họ đang nghĩ gì về bạn? Thì họ vẫn thấy bạn là một cái người vội vàng, do bạn quá nhanh chóng đạt những điều mình muốn có. Nhưng mà họ thấy qua đó là bạn cũng là một người nhanh chóng muốn từ bỏ. Và hiện tại họ cũng nhìn về cái mối tình cảm của hai người. Họ thấy là hồi khi xưa đã xảy ra một số vấn đề mà khiến cho cả hai khó có tiếng nói chung. Theo nghĩ đen là nghĩ bóng luôn, là có thể là các bạn đang yêu xa, hoặc có sự cản trở về địa lý, hoặc là hai bạn ở gần nhau mà không có thể chia sẻ. Giống như là mình ở gần nhau mà không nói gì với nhau cũng là một sự cản trở về mặt tâm hồn. Và họ vẫn thấy là bạn rất là ham muốn làm chủ cái mối quan hệ, và bạn gạt bỏ đi ý kiến của họ và dẫn đến cái sự xung đột, khiến cho họ khó có thể thể hiện cảm xúc của họ đối với bạn. Đây là một cái điều bạn phải học, nên bạn phải học cái sự nhường nhịn. Bạn phải không nên rạch ròi cái nào đúng, cái nào sai. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta, đúng sai nó không quan trọng các bạn. Quan trọng là tình cảm còn ở lại. Quan trọng là cái danh dự và sự tôn trọng của mình đối với người ta. Bạn phải thể hiện cái sự yêu thương của mình. Khi mà cái sự yêu thương của mình có, cái lòng bao dung của mình có, thì mọi thứ bạn thấy trong cuộc sống, những cái bất đồng đó, nó đều giải quyết được hết trơn các bạn. Bạn nhìn vào cái tốt của họ, bạn nhân nó cao lên nhiều lần. Khi bạn đem cái nguyên lý ánh sáng vào trong cái bóng tối thì tự nhiên cái bóng tối nó sẽ rời xa đi. Khi bạn thấy cái điều tốt của họ thì bạn sẽ thấy là những cái nhược điểm của họ nó sẽ biến đi từ từ. Đặc biệt phải khen ngợi, đặc biệt phải khích lệ để mà duy trì một cái tình cảm lâu bền. Và người ta có cảm xúc, người ta biết chia sẻ với mình, người ta không sợ sệt mình. Đó là một điều quan trọng mà bạn cần phải học qua cái lá bài này, cũng như cái suy nghĩ của họ đã nói lên cái chuyện này ở ngay thời điểm hiện tại.
Và lời khuyên của lá bài là bạn hãy hạ thấp cái tôi của bản thân mình xuống, chấp nhận sự thay đổi để cho mối quan hệ của mình được lâu bền. Đây là một cái thông điệp mà lá bài nhắc, cũng như là họ muốn nhắn nhủ cho bạn khi đến những cái mối tình khác, bạn nên cái giữ cái tâm thế như vậy để tránh những cuộc cãi vã, những cuộc tranh luận không cần thiết mà đem đến cái mối quan hệ của bạn càng ngày càng tệ hơn mà thôi. Bởi vì bạn là một con người rất là năng lượng gọi là siêu năng lượng luôn. Bạn đầy nhiệt huyết và vô cùng tự tin, mà chính cái điều này nó lại gây hại cho bạn rất là nhiều. Và họ cũng mong là bạn nên sống chậm lại để cho cái mọi quyết định đều cần có thời gian và suy nghĩ. Bạn đừng có vội vã mà bạn dồn họ cho những cái chuyện bế tắc, những cái sai lầm, những cái nghi ngờ vô lý của bạn. Cái điều này do mình nhanh quá nên thành ra mình thấy mình suy nghĩ trước người ta, nên bạn cứ thấy là tại sao họ không làm theo ý bạn. Cái bạn bực bội, bạn la, bạn nói những cái lời nói, đôi khi những cái lời nói của mình nó như con dao đâm vào tim người ta, mình không biết. Tại vì bạn bộc trực quá, sometimes bạn lại bốc đồng nữa, nó dẫn đến cái mối quan hệ của bạn nó bị sai lầm từ trong cái sự tự tin và nhiệt huyết quá đáng của mình. Cái kiểu là siêu năng lượng nó hay dẫn mình đến những cái như vậy lắm các bạn. Nên các bạn phải chú ý là cái phần năng lượng của mình nên chậm lại một chút, nó sẽ hay hơn cho các bạn. Trong quá khứ lẫn như hiện tại, họ vẫn luôn nghĩ bạn là một người có tài, một người rất là giỏi trong công việc, trong sự nghiệp. Nhưng là bạn lại bị áp dụng cái điều đó vô trong cái tình cảm. Do đó là cái nguyên nhân mà họ rời xa bạn. Cái gì trong cuộc sống có hai mặt các bạn. Khi mà bạn tài giỏi, bạn thông minh, bạn quán xuyến được mọi chuyện về sự nghiệp và tiền, nhưng mà đang áp dụng cái chuyện đó trong tình cảm thì mọi chuyện nó khác hẳn luôn các bạn ơi. Bạn có nghe câu là thông minh rồi bị thông minh hại không? Thì chính cái sự thông minh của mình trong tình cảm lại khiến cho mình thất bại. Bởi vì mình quên đi cái sự yêu thương, mình quên đi cái sự quan tâm, mình quên đi cái sự tôn trọng, mình quên đi cái sự giá trị cho đi, thấu hiểu và để cho người đó thể hiện bản thân mình. Bạn làm nhiều khi họ ở bên cạnh bạn, họ giống như là người ở hay là cái đi phụ tá bạn mà thôi, chứ không phải là người yêu của bạn. Cái này các bạn phải xem xét lại. Và đây là cái lá bài nó thể hiện cho những cái suy nghĩ trong tương lai. Nếu như bạn chịu thực sự nhìn lại những cái quá khứ, những cái bài học mà bạn cần phải học và cần phải sửa đổi. Nói chung ở trong mắt của họ, bạn ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, bạn đều là một con người rất là thành công về tiền tài, về tài chính, công danh, sự nghiệp. Nhưng vấn đề bạn gặp phải vẫn là vấn đề về tình yêu. Bạn vẫn là một con người bị mắc kẹt trong cuộc sống hối hả. Bạn không có mở rộng trái tim mình để yêu thương. Và họ cũng thấy rằng á, là hầu như là bạn có tất cả mọi thứ rồi. Nhưng bạn nhìn cái khuôn mặt của lá bài nè, cái người này hình như không màng đến gì hết. Là một điều muốn nói là dù cho bạn có tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng bạn lại không màng tới. Cái vấn đề là bạn cần là cần cái tình yêu, cần cái người thấu hiểu bạn. Và họ vẫn thấy bạn rằng là một con người rất là mạnh mẽ mà rất là tự do. Bạn hình như là có được tất cả cái gì hoàn hảo bên cạnh bạn rồi. Bạn tinh tế, bạn duyên dáng, bạn xinh đẹp, bạn sang trọng. Bạn làm chủ cuộc sống của mình, bạn trí tuệ và thông minh luôn. Và tất cả những gì bạn có được họ biết là do bạn chăm chỉ để bạn tạo ra thành công và địa vị của ngày hôm nay. Chứ không phải là bạn là cái người mà sống nuông chiều bản thân của mình. Và bạn biết tận hưởng cái thành quả bạn đạt được. Và họ cũng ước gì nếu như bạn không có ôm đờm mọi việc, bạn không có tập trung quá nhiều cái mục tiêu, bạn tập trung cho họ hơn, thì cái phần đời còn lại cũng như tình cảm của bạn với họ sẽ tốt hơn rồi, chứ không phải đổ vỡ như khi xưa. Sau đây là lời nhắn nhủ của họ đối với bạn trong quá khứ là gì. Và họ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng là tại cái thời điểm đó, và cả hai cùng biết được một câu chuyện là họ không phải là cái người dành cho bạn. Và họ đã lựa chọn ra đi và không liên lạc với bạn. Và ở trong tương lai, họ muốn nhắn nhủ với bạn điều gì? Họ sẽ yêu bạn một cách vô điều kiện. Nếu như những cái sai lầm mà bạn đã học hỏi từ trong quá khứ, bạn chịu thay đổi, bạn sống một cách chậm lại, không bốc đồng, biết thấu hiểu cho người khác. Và thông điệp của những cái thiên thần là bạn hãy nhẹ nhàng lại với chính mình,
bởi vì bạn đã quá hối hả trong cuộc sống này rồi. Đây là cái thời điểm bạn phải chữa lành và tái sinh lại mọi thứ trong cuộc sống mình một cách ngăn nắp lại. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.